bệnh nhân Ebola đầu tiên tại Hoa Kỳ xuất viện, tin từ Atlanta, Georgia. Trong một cuộc họp báo đánh dấu việc bệnh nhân Ebola đầu tiên tại Hoa Kỳ được xuất viện, bác sĩ của Bệnh viện Đại học Emory cho biết hai nhân viên cứu trợ người Hoa Kỳ được điều trị căn bệnh Ebola không gây nguy hiểm về sức khỏe cho công chúng. Bác sĩ Bruce Ripner thông báo bác sĩ Brantley được xuất viện sau một thời gian điều trị nghiêm ngặt, kiểm tra kỹ lưỡng. Cả ông Brantley và bà Nancy Wrightbo tiếp xúc với loại virus gây chết người này tại Liberia trong khi làm việc cho các tổ chức Kitô giáo. Kết quả các cuộc xét nghiệm cho thấy họ không còn mắc bệnh Ebola nữa và được xuất viện. Bác sĩ Ripner công bố tại buổi họp báo rằng bà Wrightbo được xuất viện từ hôm thứ Ba, trong khi bác sĩ Brantley xuất hiện tại cuộc họp báo, đưa ra thông cáo ngắn rồi rời bệnh viện. Hôm thứ Tư, Tổ chức Y tế Thế giới thông báo 2.473 người bị mắc bệnh và 1.350 người đã qua đời kể từ khi bệnh dịch Ebola bùng phát tại Đông Nam Guinea, xa xôi vào tháng 3. Không có trường hợp nhiễm bệnh nào được xác nhận bên ngoài Guinea, Sierra Leone, Liberia và Nigeria, mặc dù có một số trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh ở những nơi khác. Bác sĩ Brantley kêu gọi tiếp tục tập trung toàn cầu vào nạn dịch Ebola ở Tây Phi.